Đây là bài kinh mà Đức Thế Tôn nhân cái nhân duyên của giáo chủ giáo phái Ni Kiền Tử, đó là Nigantha Natabutta. Ông sau khi tạ thế ở làng Bava thì giáo phái Nigantha đã chia rẽ ra làm hai phái, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Hòa thượng dịch cái chữ rất là hay quý vị, sống tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Ví dụ như nói như nào, ông không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này, sao ông có thể biết pháp luật này, ông theo tà hạnh, ta thì theo chánh hạnh, lời nói ta tương ưng, lời nói ông không tương ưng, điều đáng nói trước ông nói sau, điều đáng nói sau ông nói trước, điều ông quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan điểm của ông đã bị thách đố, ông đã bị thuyết bại, vân vân. Đây, về sau. Vậy sao thì ngài A Nan mới thấy là cái việc mà tranh chấp đấu đá và tàn hại nhau bằng binh khí miệng lưỡi của hai phái chia rẽ trong giáo phái Nigantha đương thời á, ngài chạnh lòng. A Nan nghĩ rằng Đức Thế Tôn của mình sau khi mà viên tịch thì như nào, Đức Thế Tôn mà qua đời thì nếu như trong tăng đoàn mà tranh luận đấu đá cãi vã tàn hại nhau thì như nào, cho nên ngài đến với thưa với Đức Phật. Và Đức Phật nói như thế này: chính các hình như các đệ tử của Nigantha Natabutta muốn là tàn hại lẫn nhau, chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Natabutta cũng chán ngấy cơ hiềm và phản đối các Nigantha. Nghĩa là cái việc mà các tu sĩ tranh chấp nhau làm cho những đệ tử tại gia đó họ phiền lòng đó, cho nên là họ cũng chán ngấy cơ hiềm và phản đối chính các vị thầy này, vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Đức Phật chỉ ra cái vấn đề nó nằm ở đâu đây, là do cái pháp và luật mà do giáo chủ giáo phái này tuyên bố, không phải do một bậc chánh đẳng chánh giác nói, cho nên cái lời nói nó có mâu thuẫn, và chính vì mâu thuẫn đó cho nên các đệ tử đã vin vào đó để tàn hại và lẫn nhau ha. Rồi, đây chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề này, bài kinh này là cái bài kinh mà nó liên quan đến một phần ở trong cái phần mà Patimokkha, là giới giới bổn đó quý vị. Là khi Đức Phật dạy rằng khi mà có xảy ra tranh chấp thì sẽ dùng những cái phương pháp nào để giải quyết cái sự tranh chấp đó. Cái phần này nó có thể là không có được hấp dẫn như các cái bài kinh khác, nhưng quý vị ráng cố gắng nghe hen. Dạo gần đây sư cô có một cái động lực á. Một cái động lực là trong năm nay mình, cái mục tiêu của mình là phải giảng cho xong được cái kinh Trung Bộ trước hết. Do đó là tự nhiên mình không có lười, tại vì mình biết là mình lười thì cũng không có ai giảng giùm mình kinh Trung Bộ cho xong, nên là sư cô rất là tinh tấn trong cái việc giảng kinh. Dù là có những bài kinh là biết được rằng cái bài kinh này chưa chắc là các cư sĩ Phật tử tại gia đã muốn nghe, đã thích nghe đâu, nhưng mà mình sẽ vẫn giảng, vì trong cái lúc mà mình pháp thoại thấy nó sao ạ? Nó rất là hoan hỷ, vì lúc đó ba nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh. Và khi một lần nữa mình ôn lại lời dạy của Đức Phật, mình biết rằng lời dạy này trong cái hoàn cảnh này nó có thể phù hợp với căn cơ của người này, chưa phù hợp với căn cơ của người khác chẳng hạn, nhưng mà đó là kim ngôn của Đức Phật, đó là những cái giá trị quý báu, là kho tàng pháp bảo. Cho nên mình rất là trân trọng cái thời gian mầu nhiệm mình được tiếp xúc lại với pháp bảo, nên là dạo này sư cô rất là tinh tấn. Hy vọng rằng cái sự tinh tấn và cái hứng khởi của việc giảng kinh của mình sẽ đi hết cho tới hết phần kinh Trung Bộ, nên quý vị cũng ráng cố gắng nghe ha. Mỗi lần ngồi nói kinh lại cho quý vị là một lần chính bản thân sư cô được học lại, được nhìn lại mình và được sửa đổi mình tốt hơn của chính mình ngày hôm qua, của chính mình trước đây, của chính mình chiều nay. Cho nên mình thấy rất là vi diệu. Nè quý vị, ví dụ mà nghe bài kinh này khó quá đi, có nhiều cái thuật ngữ Phật học khó quá đi, mình cũng ráng nghe nha. Rồi, rồi Sa di Kunda là ai đây quý vị, có ai nhớ không, có ai nhớ không? Sư cô đã giảng rất là nhiều trong tích truyện kinh Pháp Cú rồi ha, có mấy vị Sa di 7 tuổi mà chứng thánh A La Hán trong tăng đoàn của Đức Phật, có mấy vị đúng không? Sa di thuyết pháp Sa môn thính đó, đừng nói người nhỏ tuổi mà coi thường hen. Có những vị Sa di mà người ta 7 tuổi đã chứng thắng vì cái căn cơ rất là mầu nhiệm, lâu đời lâu kiếp và tu tập rồi.
À, và Sa di Kunda là một trong những Sa di nhỏ tuổi mà chứng thánh quả trong tăng đoàn của Đức Phật. Sa di Kunda chính là em của ngài Xá Lợi Phất, đối với vị trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật ha. Sa di Kunda sau khi an cư mùa mưa ở Bava đến thăm tôn giả Ananda ở Samagama. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sa di Kunda bạch tôn giả Ananda: Bạch tôn giả, Nigantha Taputa đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia làm hai phái vân vân, y như đoạn hồi nãy nha, cõi đọc lại nha. Rồi, tức là trước khi ngài Ananda đến đảnh lễ ý kiến Thế Tôn về vấn đề này là do ai mét lại? Là Sa Di Kunda mét lại ha. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa Di Kunda: Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn hiểu biết. Rồi cái đoạn sau á, là ngài Ananda đến, để ngài Ananda đến thưa lại với Đức Phật, cũng lặp đi lặp lại y như cái đoạn đầu kinh đã đọc, đó là sau khi giáo chủ Nigantha từ tại thế ở làng Bava thì chia ra tranh chấp hai phái vân vân, và tàn sát nhau với binh khí miệng lưỡi, rồi kể cả những cư sĩ áo trắng cũng cơ hiềm vân vân đó, không cần đọc lại ha. Vậy chúng ta nghe Đức Thế Tôn dạy như thế nào đây? Này Ananda, ông nghĩ như thế nào? Những pháp ta dạy cho các ông với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và thánh đạo tám ngành, ông có thấy chăng? Này Ananda, có hai vị tỳ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau không? Hay không quý vị? Cái phần này hôm trước bài 103 đã nhắc lại rồi ha. Tuyên ngôn của Đức Phật quay đi quay lại nằm trọng tâm ở tứ diệu đế, và trọng tâm trong tứ diệu đế đó chính là đạo đế, tức là con đường để tu thành thánh thành Phật đó. Thì đạo đế có 37 phẩm trợ đạo, là cái cốt lõi, là nền tủy, là nền tảng, là xương tủy của triết học Phật giáo. Phật bao gồm là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, bát chánh đạo và thất giác chi và bát chánh đạo, nhất định không được quên ha. Bây giờ ai vẫn còn chưa nghe, hoặc nghe rồi mà quên, hoặc nghe rồi mà quên thực hành, thuộc rồi mà quên thực hành, thì chúng ta phải nghe lại để ứng dụng hành trì cho tới ngày mình chứng quả giác ngộ mới thôi ha. Cái bát chánh đạo này là căn bản, là nền tảng và xuyên suốt đời tu hành của mình. Quý vị phải nghe lại phần này ha. Vậy Đức Thế Tôn hỏi ngay đến vấn đề này nè. Đó, cái giáo lý mà ta tuyên thuyết đó, có hai vị tỳ kheo nói khác nhau về vấn đề này không Anan? Anan trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và thánh đạo tám ngành, con không thấy cho đến hai tỳ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, và những người nào sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những người ấy sau khi Thế Tôn nhập diệt có thể khởi lên những tranh luận giữa tăng chúng, hoặc về tăng thượng hoạt mạng, hoặc về tăng thượng giới bổn. Tranh luận ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an và đau khổ cho loài trời, loài người. Tức là ngài A Nan trả lời sao? Dài quá cô ơi, đọc không có nhớ. Ngài A Nan trả lời rằng dạ không, về những cái tứ diệu đế đó nó là con không có thấy ai tranh luận hết, nhưng mà con sợ là ngay cả khi không có ai tranh luận về những cái giáo điều lớn mà Đức Thế Tôn dạy đó, lỡ mà Thế Tôn viên tịch vẫn có thể có thầy tỳ kheo tranh luận về cái gì? Về những cái giới, tức là những cái giới điều, giới bổn, Patimokkha đó, và cái điều mà tranh luận về giới này cũng có thể đưa đến bất an và bất hạnh cho chư thiên và loài trời, loài người luôn đó. Đức Phật trả lời như thế nào? Là nhỏ nhặt này A Nan, là sự tranh luận ấy, tức là tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay tăng thượng giới bổn này A Nan, sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng về con đường hay về hướng tu hành, sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho đa số, bất lợi cho đa số, bất an và đau khổ cho loài trời, loài người. Nghe thương đoạn này quý vị. Thiệt ra sư cô thấy bài kinh nào trong kinh Trung Bộ cũng hay hết á, chứ không phải bài kinh này đáng nghe, bài kinh kia không đáng nghe đâu, là do mình chưa thích nghe thôi. Nghe dễ thương không? Ngài A Nan có nhiều bất an không? Có. Đức Thế Tôn về pháp có thể không tranh luận đó, tại pháp của ngài nói là pháp bảo được nói ra từ một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên nó toàn diện, thành ra không có tranh luận. Nhưng lỡ về giới thì có tranh luận không? Có. Ngay khi Đức Phật còn tại thế có tranh luận về giới không? Có. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới muốn chia rẽ tăng đoàn, muốn dắt 500 thầy tỳ kheo đi chỗ khác tu đó. Đề Bà Đạt Đa cũng yêu cầu sao? Nè, không được ăn mặn nữa nè, phải ăn chay trường kỳ nè, không được ngủ trong tinh xá nè, phải ngủ dưới gốc cây nè, đó.
Ngay cả những cái điều nhỏ nhặt đó, khi Đức Phật còn tại thế có tranh luận, ông có nha, tranh luận trực diện với Đức Phật luôn, và tranh luận trong tăng chúng có không quý vị? Chúng ta nhớ là có một mùa an cư, Đức Phật không thể ở nổi với tăng đoàn nữa, nói hoài không nghe, ngài phải đi vô rừng an cư với voi với khỉ luôn, là do một thầy bên kinh sư và một thầy bên luật sư cãi lộn với nhau vì một cái chậu nước ở trong nhà vệ sinh úp hay để ngửa thôi. Đó, những cái điều nhỏ nhặt đó mà gây mâu thuẫn chia rẽ tăng đoàn rất là lớn, cho nên ngài Ananda sợ. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Là nhỏ nhặt đó, này Ananda, là sự tranh luận ấy. Chừng nào mà có tranh luận về cái đường hướng tu hành, con đường tu hành đó là đạo đế đó. Chừng nào mà có tranh luận về cái đường lối tu hành, cái đó mới lớn chuyện. Còn cái chuyện mà tranh luận về những cái giới điều đó là nhỏ nhặt thôi Ananda. Mình thấy đứng gần một bậc mà chánh đẳng chánh giác, mọi cái chuyện lớn nó cũng có thể làm chuyện nhỏ. Mình thấy rất là thích luôn. Hôm bữa sư cô giảng bài kinh 95, bài kinh Chăng Ki đúng không, giảng ở tại Việt Nam đó. Sư cô rất tâm đắc bài kinh này luôn á quý vị. Bữa giờ đọc một vài cái phản hồi của quý vị, nói là sao cô nói cái bài kinh này cô tâm đắc mà con nghe con không có thấy thấm gì hết. Nghe cũng đau ở đây, nhưng mà không sao, nghe từ từ cho nó thấm. Đâu phải là mình tâm đắc cái này là người ta sẽ tâm đắc giống mình đâu đúng không. Nhưng cô vẫn nói đó, cái cảm nhận của mình như thế nào là một bậc minh sư, tức là khi mình gần cái người đó, người ta có, mình có thể cảm thấy tất cả mọi chuyện trên thế gian này nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đó, cái người cho mình cái sự bình an và cái trí tuệ, cái điềm tĩnh, người đó là minh sư của mình. Sư cô trong đời rất là may mắn nhé, gặp được những vị thầy hướng dẫn trên cho mình trên đường tu và trên đường đời nó hết sức là vững chãi như vậy. Thì có trộm vía trăm ngàn lần ngồi đây nói mà vẫn nhớ tới biết bao nhiêu ân tình, biết bao nhiêu đạo sư, biết bao nhiêu vị thầy đã dạy dỗ mình. Rồi đi học thì sư cô gặp giáo sư giỏi quá đi, giỏi quá giỏi đi, cho nên những cái vấn đề tranh luận giữa các giáo sư hoặc là bạn đồng học đối với ngài là mũi, tại vì giáo sư quá biết, quá giỏi, quá rành, cho nên những cái vấn đề đó vô tay giáo sư nó hết sức là dễ dàng để mà giải quyết. Và chính cái bản lĩnh trong cái học thuật của giáo sư làm cho mình cũng rất có niềm tin, và giáo sư dạy mình rất là ngon lành, cho nên khi mình làm luận án, mình thuyết trình, mình rất là có niềm tin và mình không có thấy cái chuyện gì là to tát hết. Có những vấn đề người ta cãi nhau đến sùi bọt mép ra mà mình thấy là chuyện đó nó cũng rất là bình thường, là đó không phải là vấn đề gây tranh cãi. Tới hồi mình đi tu cũng vậy, gặp những vị thầy mà đức độ, có trình độ, nên là trình độ về 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 Phật học và trình độ cả trong cái tu chứng, cho nên mình thấy rất là vững chãi. Sư cô hay kể là ở với sư bà đó, sư bà 11 năm nhập thất trong thiền thất vô môn quan đó, sư bà chuyên về duy thức học nên đường đi lối về của tâm thức sư bà quá là rành, hễ cái nhấc tay động tĩnh, nói nín động tĩnh, thậm chí cái ánh mắt của mình, cái thái độ của mình, sư bà biết cái gì, cái mớ đậu hũ trong này nó làm cái gì để quy định ra. Sư cô nói cái câu đó, cho nên sư bà dạy cho mình rất là vững chãi. Rồi cái lúc mình buồn, cái lúc mình va vấp, cái lúc mình bị phiền não đó, sư bà biết cái vấn đề ở đâu để mà dạy dỗ cho mình. Cho nên đời tu của mình nó có cái thăng cái trầm, nhưng mà nhìn thẳng thì nó rất là ổn định, là tại vì mình luôn có cái bậc thầy hướng dẫn với mình. À, như sư ông, như hòa thượng đó, hễ mà mình rơi vào tận đáy của sự trôi là sư ông tự nhiên có mặt như một phép màu, như một ông bụt. Sư cô hay nói sư ông giống một kiểu ông bụt của con, ở trong câu chuyện cổ tích Phật gia, cổ tích Việt Nam hay có bụt hiện lên, khi mà ta khóc thì bụt hiện lên, hỏi tại sao con khóc, đời sư cô giống y vậy. Mỗi lần mà mình khóc la, mình bị thoái tâm, mình bị không muốn đi làm đạo nữa, mình bị kiểu như trầm cảm tự kỷ, muốn xa lánh cộng đồng, là ngay lúc đó sư ông sẽ tới tận ổ vớt mình ra và dạy dỗ cho mình đàng hoàng, và nó rất là vững chãi an yên. Mình ở gần những cái vị đó, nó mát mẻ, nó an lành. Mọi chuyện lớn đối với quý ngài nó không bao giờ trở thành lớn chuyện. Nó rất là êm ả quý vị. À, trong đời tu của mình luôn thấy rất rất là biết ơn. Quý vị nếu mà gặp được một vị minh sư, một vị thầy nào đó, thầy lành bạn tốt, giúp cho mình có cái nơi nương tựa mà mình, mỗi lần mà mình tư vấn, mỗi lần mình ở bên người đó, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an yên, thì mình phải thấy là mình rất là may mắn trong đời. Như ngài Ananda đó, có bậc thầy là Đức Phật đúng không? Cho nên là mọi cái bất an của Anan khi ở gần Đức Phật nó rụng rơi. À, có một cái câu nói là khi mà trí tuệ của chúng ta phát sinh thì phiền não nó sẽ rơi rụng.
Chúng ta càng biết nhiều, càng hiểu nhiều về nhân quả, về nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chúng ta càng có cái nhìn sâu về bản chất của các pháp. Ngay lúc đó những cái sân hận, đố kỵ, ghét thương, chỉ trích, phân tích, bình luận, xỉa xói, đánh giá, tà kiến, phiến diện của mình nó rụng ngay tại chỗ. Mình càng biết nhiều là mình sẽ càng sao ạ? Sẽ càng bớt những cái bất an, những cái lo lắng, những cái khổ sở trong đời. Điều này vi diệu, cho nên đó là cái giá trị của pháp bảo mang lại cho mình. Cho quý vị hết sức để dành cái thời gian để mà học lại kinh Đức Phật dạy cho mình, ôn tụng lại những bài kinh như này. Nghe tới một câu nhỏ xíu thôi là nhỏ nhặt này A Nan, là sự tranh luận ấy, mình thấy tự nhiên có sự bình an lớn không? Có niềm tin lớn không? Có một bậc đạo sư mà dù đã viên tịch hơn 2.500 năm mà cứ như sống động như bên mình, như như Đức Phật luôn luôn có ở trong mình, mỗi lúc mỗi giây là bậc thầy sáng suốt trong mình đó. Rồi mỗi lần sư cô quy y cho các em, sư cô cũng nói lý sự quy y như thế nào, cái muốn viên dung là chúng ta phải quy y vào cái bậc thầy sáng suốt, cái thể tánh sáng suốt tự có của mình đó nè. Nếu như vậy mình thấy Đức Phật Như Lai là Như Lai là không đến không đi, Đức Phật còn nguyên ở đó, bậc thầy sáng suốt, thể tánh thanh tịnh sáng suốt trong mình luôn hiển hiện khi mà mình tuệ giác mình phát sinh chỗ này đây. Bàn bạc qua từng trang kinh nghe rất là dễ thương ha. Rồi Đức Phật tiếp tục dạy căn bản có 6 cái tranh chấp căn bản như này này A Nan. Đó, bắt đầu là tới cái nội dung chính là dễ buồn ngủ lắm nè, quý vị ráng nghe đoạn này nha. Tại sao người ta tranh luận vậy? Tại sao người ta phẫn nộ sân hận với nhau vậy? Vì có những cái lý do sau đây. Đó là hiềm hận não hại, khinh miệt lấn lướt, ganh ghét sang tham, gian manh xảo trá, ác dục tà kiến, cố chấp và khó xả. Đó, cô tổng kết lại dùm nguyên một trang cho quý vị đó nha. Chớ mà quý vị mà đọc hết cái đoạn này chắc ngủ gục luôn. Tóm lại, Đức Phật nói có 6 cái nguyên nhân để gây tranh chấp, đó là do hiềm hận não hại, tức là ghét nhau quá, muốn hại nhau đó. Cái phần này cô giảng rất kỹ trong cái gì ta? Trong bài Thất Giác Chi luôn đó nha. Tức là cái hại tầm á. À, trong cái bài tứ niệm xứ cô cũng nói đến cái sân tầm, cái hại tầm này, tức là não hại là có cái tư duy muốn hại người. Rồi sao khinh miệt lấn lướt, nghĩa là cho mình sao, cho mình giỏi thiên hạ dở, cho mình đúng thiên hạ sai, cho mình hay thiên hạ chưa hay, đó là mình có cái thái độ khinh miệt lấn lướt. Ganh ghét sang tham, đoạn này là sao, mình chưa bằng người ta mình ghét á. Thái độ này rất dễ gặp ở trong đời. Đó là thấy người ta giỏi thì mình ta ghét, thấy người ta dở thì mình khinh, nhưng mà thấy thông minh là mình muốn tiêu diệt, tức là mình không giỏi bằng cái mình ganh. Sang tham đấy, mình nghèo người ta giàu, mình người ta có cái đó mình không có là mình đòi có. Rồi gian manh xảo trá, ác dục tà kiến, cố chấp khó xả, 6 cái này là sẽ gây nên tranh cãi ha. Do 6 cái gốc rễ này mà sao? Kết quả là cho dù là tỳ kheo đó, tức là những người đã tu hành rồi, sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, không viên mãn sự học tập. Thương không quý vị? Tại sao? Tại hiềm hận não hại, khinh miệt lấn lướt, ganh ghét sang tham, gian manh xảo trá, ác dục tà kiến, cố chấp khó xả, thì sao mà kính Phật kính pháp kính tăng đoàn được, đúng không? Cái này là cái nội dung quan trọng nên em cố tình lặp đi lặp lại tới lần thứ ba cho quý vị ráng nhớ nha. Rồi sao không viên mãn sự học, tự cho mình hay rồi có chịu học thêm đâu. Mà người nào mà tự thấy mình giỏi quá rồi là mất luôn cái khả năng có thể học thêm đó quý vị. Khổng Tử dạy ba người đi với nhau, có hai người làm thầy mình rồi, thành ra phải ráng học, đừng bao giờ tự cho mình là đã biết đủ hết những cái đã biết. Vậy thì nếu như rơi vào như thế này đây, nếu rơi vào cái sự tranh luận này đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài trời loài người. Này Ananda, nếu ông thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây, này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. Kinh này chắc là sai chính tả nha quý vị, cô nốt ở đây để nói cho quý vị có thể là đánh đánh máy hoặc là dàn trang nó bị lỗi chính tả đó, đoạn trừ các căn bản tranh luận ấy thì hợp lý hơn nha. Đó là quan điểm của em thôi. Rồi vậy sao, tức là Đức Phật nói là phải sao, khi thấy những cái nguyên nhân tranh cãi như trên thì phải tinh tấn đoạn trừ các cái tranh luận này, chứ không phải là chúng ta góp gió thành bão, người ta đang tranh cãi ê lại đây
Tôi thấy là vậy 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 đó nha, tôi thấy là do lý do vậy 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 đó nha, là mình sao mình đổ dầu vô lửa. Đúng rồi, mấy cái đoạn này là không có buông dư lê, không có góp mấy cái thị phi thêm, mà mình phải chấm dứt cái khả năng cái tranh luận đó bằng cái gì? Bằng cái lời nói ái ngữ, như bài kinh 103 cô mới giảng xong tuần trước đúng không? Là sao đến nói với cái bên nào mà dễ nói đó để giúp hòa giải, không nên tranh cãi ha. Các cái tranh chấp còn có thể xảy ra do như thế nào nữa? Đây có bốn cái vấn đề mà xảy ra tranh chấp. Đức Phật nói thêm cái tranh chấp có thể có bốn, đó là do tranh luận, cãi qua cãi lại đó, rồi do chỉ trích, tức là sao? Đó, chỉ lỗi của đối phương mà nó không phải là nhìn nhận góp ý, đóng góp cho người ta tốt hơn, mà bằng cái thái độ chỉ trích phê phán thì nó rất là dễ gây tranh cãi nha. À, do chỉ trích, dạo này mình hay có cái dạng body shaming nữa nè, tự nhiên cái mình chê bai người này người nọ đó đó, người phàm phu là hay chỉ trích lắm. Rồi do phạm giới, tức là bản thân mình không có giữ các điều đạo đức một cách chu viên, cho nên mình sẽ có tranh cãi, do trách nhiệm. Đây, bốn cái vấn đề này sẽ xảy ra tranh chấp. Vậy nếu xảy ra tranh chấp thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Có mấy cái nguyên tắc để xử lý sau đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gọi là 7 cái 7 diệt tránh pháp. Nói tới đoạn này là quý vị tắt 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 kênh đi ngủ rồi nè. Thế cô sợ nói tới đoạn này đó quý vị, quan đoạn này là quý thầy quý sư cô nửa tháng ôn tụng giới và một lần là đọc cái này, gọi là 7 pháp diệt tránh ha, 7 pháp diệt tránh hay gọi là 7 diệt tránh pháp. Ở trong này ghi 7 diệt tránh pháp, thông thường thì mình nói 7 pháp diệt tránh, tức là 7 cái cách để giải quyết cái mâu thuẫn ở trong tăng đoàn như thế nào. Cái này nó có một loạt các cái thuật ngữ Phật học, quý vị chịu khó làm quen nghe nha. Thứ nhất đó là sao đây? Phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho, gọi là ưng giữ hiện tiền tỳ ni. Thứ hai, phán quyết ức niệm cần được ban cho, gọi là ưng giữ ức niệm tỳ ni. Thứ ba, phán quyết bất si cần được ban cho, gọi là ưng giữ bất si tỳ ni. Thứ tư, quyết định tùy theo thú nhận, gọi là quyết định đa số, gọi là đa nhân mít tội đó. Thứ tiếp tục, quyết định tùy theo giới tội người phạm, gọi là trải cỏ che lấp như thảo phú địa đó. Tổng cộng là sao ạ? À, nói lại nè quý vị, thứ nhất là hiện tiền tỳ ni, thứ hai là đa nhân mít tội, thứ ba là ức niệm tỳ ni, thứ tư là bất si tỳ ni, thứ năm là tự ngôn trị là theo thú nhận đó, thứ sáu là quyết định tùy theo giới tội người phạm, và thứ bảy là như thảo phú địa trải cỏ che lấp, được không? Nghe chán đúng không? Đó, cô sợ cái đoạn này mà cô nói nghĩ là chắc quý Phật tử sẽ đến đây chắc không muốn nghe tiếp, thôi ráng nghe nha. Đoạn này nữa xong là hết bài kinh này rồi, cho nên mình chỉ cần nghe chút xíu nữa thôi là được hoàn thành bài kinh nha. Vậy thì bảy cái phương pháp này như thế nào đây? Đầu tiên đó là phán quyết với hiện tiền tỳ ni, tức là sao? Tất cả các tỳ kheo phải có mặt để phán quyết một việc tranh cãi theo chỉ đạo của pháp. Đây, nghĩa là hiện tiền tỳ ni, tức là yêu cầu tất cả những người liên quan đến vấn đề đó phải có mặt để phán quyết điều này. Tránh cái trường hợp như thế nào, gọi là kiểu lợi ích nhóm hoặc là chia chia rẽ nhau á, này nọ, cố tình xử vắng mặt cái người đó, cái người mà có thể nói ra cái lời đúng á, nói ra cái vấn đề đúng á, nhiều khi là cô lập chỉ trích phán xét đánh giá để khai trừ cái người nào đó, cho nên những người bênh vực cái người đó không có mặt thì mình tổ chức đại hội vạch mặt người đó ra là không được. Gọi là hiện tiền tỳ ni là tất cả các tỳ kheo phải đồng có mặt và đều đưa ra cái quyết định của mình, đồng ý để có cái phán xét cuối cùng về vấn đề này. Và sau khi tăng có phán quyết rồi, có quyền đi, có được đi nói đon nói đen nói sau nữa không? Không, những cái gì cần nói thì ngay lúc hiện tiền tỳ ni, tức là ngay lúc mình có mặt đó mình phải đưa ra ý kiến. Còn khi mà tăng đại tăng đã phán quyết rồi thì mình sẽ chấm dứt cái sự tranh cãi ở đó nữa, không phải là ngay trước mặt, ngay trong cuộc họp đó không chịu nói, ngay lúc yết ma không nói, cứ đi ra ngoài nói này vậy 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 là không có được đó. Quý vị áp dụng cái vấn đề này cũng vậy, khi mình có muốn chỉ lỗi cho một người nào đó, khi có một cái tranh cãi xảy ra, mời luôn hai bên lại ngồi nói chuyện, tất cả những người có liên quan có thể góp ý trong cái tinh thần xây dựng và hòa hợp, không được dùng ác ngữ hoặc là dùng những cái lời mạ lị xúc phạm chỉ trích hoặc những lời thêu dệt, mình nói đúng cái sự việc
Rồi khi đại chúng đã quyết định rồi thì chấm dứt tranh cãi tại đó, không có đi ngồi lê đôi mách bên ngoài nữa ha. Đầu tiên là cái cách mà xử lý cái việc mà tranh cãi bằng hiện tiền tỳ ni, quý vị nắm được chưa? Thứ hai là quyết định đa số đa nhân mít tội, nghĩa là sao? Là vậy, có nhiều khi là không thể nào có được một cái sự thống nhất rốt ráo cuối cùng trọn vẹn được, nghĩa là vẫn có cuối cùng vẫn có một hai cái cá nhân đó cố chấp đến cùng, không chịu theo số đông. Thì cái trường hợp này mình có thể là quyết định theo đa số ha, quyết định theo đa số. Hoặc tức là sao, có một hai người mà tới cùng cũng không chấp nhận, mà trong khi đại đa số người ta đều quyết định như vậy, thì chúng ta phải quyết định theo đa số. Hoặc ở đây Đức Phật còn có thêm một cái giải thích này nữa, tức là các tỳ kheo kia không có thể giải quyết tránh sự ấy tại trú xứ ấy. Thời này Ananda, các vị tỳ kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều tỳ kheo hơn. Tại đấy tất cả các tỳ kheo phải hòa đồng tập hợp lại. Sau khi tập hợp, pháp quy chế phải được thảo luận phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận phân tích, ở đây làm thế nào để đồng nhất đạt được như vậy, tránh sự được giải quyết, nghĩa là sao ạ? Đi đến một cái trú xứ có nhiều tỳ kheo hơn, nghĩa là có nhiều người có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn hơn, rồi giải quyết theo đa số, gọi là đa nhân mít tội ha. Rồi quý vị nhớ được cái thứ hai chưa? Cái thứ ba là ức niệm tỳ ni. Ức niệm tỳ ni, ức niệm là sao? Nhớ lại nha, nhớ lại như thế nào, cái đương sự, cái người mà bị chỉ tội hoặc cái người mà đang gây tranh cãi đó phải nhớ lại có phạm tội ba la di hoặc gần ba la di hay không. Nghĩa là có nhiều khi do không có nhớ rõ câu chuyện xảy ra lâu rồi, cái mình không có nhớ đó, là mình phải nhớ lại, đương sự nhớ và những người xung quanh cũng phải nhớ, thì mình mới sao gọi là ở đây này Ananda, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc ba la di hoặc gần ba la di, nói rằng tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội vậy, hoặc ba la di hoặc gần ba la di. Như vậy này Ananda, một phán quyết ức niệm cần phải cho tỳ kheo ấy, tức là sao ạ? Tức là phải cho người ta nhớ rõ người ta có phạm giới hay không, người ta đã nhận cái phạm giới là do nhớ rõ rồi thì mới có cái phán quyết để tránh chấm dứt cái sự tranh cãi đó, ta gọi là ức niệm tỳ ni. Vậy nó sẽ liên quan đến cái ngay lập tức sau đây gọi là bất si tỳ ni, tức là lỡ không nhớ thì sao. Và đây rõ ràng cái thứ bốn, tức là bất si tỳ ni thì như nào, tức là đương sự đã bị điên hoặc bị làm quấy, tỉnh lại không nhớ. Cái này chúng ta có thể hiểu là nó rất là nhiều cái vấn đề nha quý vị. Quá khứ, cái thời đó đi, mình có thể nói là có thể là ma ma quân dạ xoa, những cái vị mà ác thần á, có thể là quấy rối người ta trong cái lúc đó, làm cho họ điên đảo, trên lúc đó họ không có thể làm chủ cái khả năng của mình, nên là cái lúc đó họ phạm giới trong cái trạng thái thần kinh là không có ổn định, không có tỉnh táo, cho nên sau cái vấn đề đó họ không nhớ một cái gì hết. Có nhiều người bây giờ uống rượu xong ngày hôm sau cũng không nhớ mình đã làm gì đêm qua, đúng không? Bây giờ trong xã hội hiện đại của mình có rất là nhiều cái chất kích thích có thể kích động cho người ta làm cái việc, trong cái lúc mà dùng cái chất kích thích đó có rất là nhiều ảo giác, mà sau khi mình tỉnh lại rồi mình không nhớ mình đã làm cái gì. Có nha quý vị. Có những cái chất kích thích, những cái ảo giác như thế này. Cho nên là mình không có nhớ, mình không nhớ là mình làm cái kia, tức là sao ạ? Cái lúc mà mình phạm trọng tội đó, mình hoàn toàn không có cái ý thức cố tình làm, tức là mình bị cuồng si hoặc là tâm trí bị điên đảo, do tâm trí điên đảo bị cuồng si như vậy cho nên mọi người phán quyết là không có xứng đáng làm tỳ kheo, tức là phạm phạm một cái lỗi lớn rồi, nhưng mà hoàn toàn trong cái trạng thái không phải chính mình tỉnh táo mà làm thì sao, mình phải quyết định đó là bất si tỳ ni, tức là họ không phải làm chủ của họ, chứ không phải là họ cố tình họ phạm cái đó ha. Rồi cái phán quyết thứ năm đó là quyết định tùy theo thú nhận, tức là tự ngôn trị, nghĩa là sao? Rồi bây giờ là nhớ rồi đó, cái lúc đó mình tỉnh táo đó, mình không bị chất kích thích, mình không bị ma quân quấy phá đó, mình làm chủ cái hành vi của mình, nhưng mà sao mình tự phạm giới phạm luật thì sao? Đó là tự mình thú nhận. Rồi mình tự thú nhận thì sao? Tỏ lộ và trình bày. Phải đến một tỳ kheo lớn tuổi hơn, đắp y phía một bên vai, đảnh lễ chân vị ấy, ngồi gối hai chân, chắp tay và nói như sau: bạch tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này, nay xin sám hối.
Tức là sao, khi mình nhớ lại đúng không, ức niệm tỳ ni mình nhớ lại rồi, và không phải là bất si tỳ ni, mình không phải bị điên đảo cuồng si, mình biết chắc chắn rằng trong cái trạng thái tinh thần ổn định mình đã phạm giới rồi, thì sao mình tự thú nhận, tự ngôn trị, tức là mình phải đáp y đến một tỳ kheo có tuổi lớn hơn và trình bày rằng con đã phạm giới tội này, nay xin sám hối ha. Rồi cái thứ sáu là quyết định tùy theo giới tội người phạm, tức là mít tội tướng thì như nào. Này Ananda, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di nói rằng tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Vị ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. Hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di, tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ ra, tôn giả hãy cho biết rõ ràng nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này. Tỳ kheo ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không có nhớ có tôi có phạm trọng tội như thế này. Chư hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thế này. Là sao? Chư hiền, dầu không ai hỏi tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này. Làm sao tôi có thể khi có người hỏi tôi lại không thú nhận có phạm trọng tội như thế này? Hoặc Ba La Di, hoặc gần Ba La Di, vân vân. Rồi sao đây? Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di, hoặc gần Ba La Di. Như vậy, Ananda là quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh tội, tức là nhờ quyết định tùy theo giới tội người phạm. Nghĩa là mít tội tướng, tức là luận tội đó quý vị. Nói đơn giản là có phải ông phạm tội nặng này không? Không, con không có nhớ con phạm tội nặng này, nhưng con nhớ con có phạm cái tội không có nặng, tức là tội nhẹ hơn vậy nè. Con có nhớ là mít tội, là hỏi tội tùy theo cái giới tội người phạm, tức là hỏi rõ ràng ông có nhớ không, ông có nhớ ông phạm cái tội lớn như vậy. Ba La Di là tội lớn nha quý vị, Ba La Di là cái tội mà mất luôn cái tư cách làm tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Thì nếu như ông có tội phạm tội Ba La Di hay gần Ba La Di không? Gần Ba La Di là tăng tàn đó. Dạ không, con không có phạm cái tội đó, nhưng mà con phạm tội khác, có thể là tội gì? Có những tội dưới Ba La Di và dưới tăng tàn, có những cái tội như là mana đoả vân vân đó, thì những cái tội nhẹ hơn con có phạm như vậy. Thì mình quyết định là tùy theo cái mức độ phạm giới của người đó, tức là cái mức độ, cái tầm nghiêm trọng của cái giới tội người phạm như thế nào thì mình quyết định theo đó ha. Và cái thứ bảy đó là trải cỏ che lấp như thảo phú địa. Quý vị còn nghe không? Quý vị nào đang còn nghe, đang còn ngủ, chuẩn bị giật mình tỉnh dậy nha, cái cuối cùng rồi. Trải cỏ che lấp như thảo phú địa nghĩa là sao? Bây giờ hai phe tranh cãi với nhau, hai phe tranh cãi nảy lửa luôn, hai phe tranh cãi không thể hòa giải luôn, mà bên nào cũng có lỗi hết á. Rồi hai phe cứ lần lượt cử ra hết người này tới người kia chỉ lỗi của phe kia để sao? Để xí xóa cho nhau. Rồi có những cái tội mà liên hệ đến cư sĩ, đây là cái vấn đề gì đây? Cái vấn đề mà trong cái bài kinh mà sư cô nói đi nói lại là cái bài kinh mà hai hai nhóm thầy tỳ kheo mà tranh luận nghiêm trọng với nhau, một bên kinh sư một bên luật sư đó. Rồi ban đầu là chỉ có hai vị đó thôi, sau đó đệ tử của hai vị đó sau là lan rộng ra cả một cái hội chúng lớn, rồi chia phe chia phái khủng khiếp, nghĩa là nó gây một cái sự tranh cãi ở cái tầm tổ chức rất là lớn. Và không ai nhịn ai hết, thật ra là bên nào cũng có một cái lỗi nhỏ thôi, nhưng mà cứ chỉ qua chỉ lại hoài như vậy thì cuối cùng như thế nào? Như thảo phú địa là trải cỏ che lấp, tức là sao? Vì lợi ích cho chư tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ. Rồi các một vị tỳ kheo thông minh kinh nghiệm của phe nhóm tỳ kheo khác từ chỗ ngồi đứng dậy đáp y về một bên vai, bạch tay tăng chúng nói rằng: Chư tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi, khi chúng tôi sống tranh chấp tranh cãi tranh luận với nhau vân vân. Như vậy này Ananda là trải cỏ che lấp, tức là sao ạ? Là chỉ lỗi, ai cũng có lỗi, thôi bây giờ ngồi lại nói cái vấn đề ra, trải cỏ che lấp là như thảo phú địa, là cái cỏ, là cái tội đó, cái phiền não đó lấp lại, là ai ai cũng đồng tội như nhau rồi thì dừng cái tranh cãi lại đây, tức là bên nào cũng có lỗi hết, bên nào cũng được cái cơ hội bày tỏ cái bên kia có cái vấn đề gì để dẫn đến cái tranh cãi này, bên kia cũng có cơ hội trình bày lại vì bên này có cái tranh cãi này, có vấn đề này cho nên mới có tranh cãi này, kiểu vậy đó, nói qua nói lại. Nhưng mà trong sự ôn hòa, nói xong chỉ lỗi hết rồi, ai cũng có lỗi rồi, thì ngồi yên lại đó để sám hối và
không chỉ trích lẫn nhau nữa, không tranh cãi lẫn nhau nữa, để cho có cái sự thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn. Đây là cái kết quả giải quyết cái tránh sự trong cái trường hợp ở mà hai nhóm tỳ kheo mà tranh luận tới mức mà Đức Phật khuyên giải 3 lần không được, ngài bỏ vào rừng an cư đó. Thì cuối cùng là những cái tội mà liên hệ đến riết rồi cãi nhau dữ quá, cho nên là những vị cư sĩ tại gia cũng bất mãn, không thèm đến hội trì luôn. Rồi quý thầy khổ sở, quý thầy ân hận, rồi mới đi đến nhờ ngài A Nan dẫn đến đảnh lễ sám hối Đức Phật, là cuối cùng là như trải cỏ che lấp, như thảo phú địa đó, để rồi quyết định là ngồi đó nói lại bình tĩnh với nhau lỗi lầm từng bên có như thế nào, và sau đó nói xong rồi là thôi không tiếp tục cái tránh sự này nữa, quý vị nhớ không? Rồi xong bài đây, đó là bảy bảy pháp diệt tránh, tức là bảy cái pháp diệt trừ những cái tranh cãi xảy ra trong trong tăng đoàn. Đó là chúng ta ôn lại một lần nữa: hiện tiền tỳ ni, quyết định đa số, đa nhân bích tội, ha, ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni, tự ngôn trị, quyết định theo cái giới tội người phạm, và như thảo phú địa là trải cỏ che lấp. Ngoài bảy cái phương pháp để chấm dứt cái sự tranh cãi này ra, Đức Phật còn đưa đến thêm 6 cái khái niệm, phải đưa đến cái khái niệm lục hòa, tức là cái khái niệm về 6 cái phương pháp hòa kính, đem lại cái sự sống hòa hợp và thanh tịnh cho tăng đoàn. Cái bài lục hòa sư cô đã giảng 4-5 năm trước trong chuỗi bài Phật học phổ thông rất là chi tiết và cặn kẽ. Quý vị nghe lại cái bài lục hòa nha, lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu bấm chữ lục hòa Giác Lệ Hiếu là sẽ ra. Đó là sao ạ? À? Quý vị nào mà ôn rồi đó là có thân khẩu ý giới kiến lợi, đúng không? Là 6 cái vấn đề này. Đầu tiên là an trú thân nghiệp đối với nhau, an trú khẩu nghiệp đối với nhau, từ từ khẩu nghiệp dùng lời từ ái, từ ý nghiệp tức là ý hòa đồng duyệt, san sẻ lợi dưỡng, lợi hòa đồng quân, cùng thành tựu giới luật là giới hòa đồng giải, đúng rồi, thành tựu tri kiến, thánh thiện đưa đến xuất ly. Đó, tóm lại là có 6 cái phương pháp hòa kính để sống với nhau, thì ngày nay tăng đoàn vẫn tiếp tục sinh hoạt trên cái lục hòa này. Và không chỉ tăng đoàn, cô nghĩ bất kỳ cái đoàn thể tổ chức hội nhóm quý Phật tử nào mà mình dựa trên cái 6 pháp hòa kính này thì mình cũng có thể duy trì được cái sự thanh tịnh và hòa hợp trong hội nhóm của mình. Bản thân cái chữ Sangha tăng già có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp, là dựa trên 7 cái pháp diệt tránh và 6 cái pháp hòa kính này. Thực hành 6 cái pháp này thì không có thể nào mà nói lời thô ác hay là dùng binh khí miệng lưỡi để tàn hại lẫn nhau giống như hội chúng của Ni Kiền Tử được ha. Quý vị nhớ cái này, giới luật thì mình cũng giới hòa, lợi hòa đồng quân, có lợi dưỡng thì phải chia đều với nhau nè. Rồi có vấn đề gì phải dùng ái ngữ nói lên với nhau nè, ý hòa cũng đồng duyệt nè, cùng góp ý xây dựng với nhau nè, rồi an trú thân với nhau nè, không có chỉ trích phỉ báng lẫn nhau nè, rồi thành tựu giới luật tức là ai cũng có cái nền tảng đạo đức tương đương với nhau nè, và tri kiến thánh thiện đưa đến xuất ly. Hễ chúng ta có tri kiến tức là sao ạ? À? Có trí tuệ là mình những cái phiền não vô minh nó không có trói buộc mình nữa, nên là mình mở ra được cái chấp mắc, cái dính mắc nào là mình thông dong tự tại chỗ đó ha. Rồi chúng ta nhớ nghe lại bài kinh lục hòa, bài giảng lục hòa để hiểu thêm về cái lục hòa kính này ha. Giờ giảng lại là nó sẽ mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, cho nên mình dừng ở đây. Kết thúc cái bài kinh này, chúng ta học được cái điều gì rất là ngắn gọn, rất là cụ thể, rất là dễ thương. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, cho ngài cũng lường trước được rằng sẽ có những cái vấn đề xảy ra trong tăng đoàn, mâu thuẫn như thế nào. Nếu mà nó về mâu thuẫn về cái đường lối tu tập, pháp môn tu tập thì nó mới là chuyện lớn, còn đằng này những cái vấn đề đó không có thầy tỳ kheo nào tranh cãi với nhau hết, cho nên nó sẽ không phải là cái chuyện lớn. Còn những cái tranh cãi nho nhỏ về giới, về luật, về những cái vấn đề sinh sống với nhau, nó là những cái vấn đề nhỏ nhặt thôi, ngài đã tuyên ngôn như vậy rồi. Và khi có tranh cãi xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý bằng cái gì? Xử lý bằng 7 cái pháp diệt tránh đó, và thêm nếu bình thường muốn để ngăn chặn những cái tranh cãi, ngăn ngừa phòng hộ những cái tranh cãi có thể xảy ra thì chúng ta duy trì lục hòa, cái nếp sống lục hòa ha, thì những cái tránh sự rất là khó mà xảy ra. Đó là cái nội dung của bài kinh này, tuy nó rất là đơn giản nhưng nó vô cùng quan trọng. Quý vị biết tại sao? Tại vì qua đó cái sinh mệnh của cái tăng đoàn được bảo vệ hay không bảo vệ. Nếu chúng ta không duy trì 6 pháp hòa kính và không căn cứ trên 7 pháp diệt tránh này, tăng đoàn sứ mệnh
gọi là cái sinh mệnh của tăng đoàn có thể bị nguy hại đó, nên là chúng ta hết sức phải cẩn trọng. Tuy là bài giảng rất mộc mạc, rất đơn giản nhưng nó hết sức là quan trọng. Không chỉ trong cái tăng đoàn của Đức Phật mà trong bất kỳ một cái tổ chức hội đoàn nào chúng ta cũng phải áp dụng luật hòa vào thì mới ngăn ngừa được những sự tranh cãi có thể xảy ra ha. Kinh nghiệm lịch sử Phật giáo phát triển cho thấy rằng chúng ta có nhiều tranh luận không? Dạ có. Qua từng thời kỳ kiết tập kinh kinh tạng, luật tạng là chúng ta thấy đã có rất là nhiều sự phân phân phái trong nội bộ của Phật giáo chứ chưa nói đến bên ngoài. Phật giáo ngày nay cũng phân hóa rất là nhiều, thượng tọa bộ, đại chúng bộ, rồi thậm chí vào cái thời đại cận hiện đại ngày nay còn có cái phần tịnh tăng và tân tăng, nghĩa là tỳ kheo không có gia đình và những tỳ kheo sống có gia đình. Đó là một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối trong Phật giáo Hàn Quốc tại đây. Sư cô đã giảng riêng một bài, đó là từ thực trạng Phật giáo Hàn Quốc cho tới cái vai trò trách nhiệm của người Phật tử tại gia đó. Sư cô đã giảng bài này để nói đến những cái vấn đề của Phật giáo Hàn Quốc đang gặp phải. Nó là cái sự mâu thuẫn xung đột không thể nào kết nối lại, chữa lành lại của Phật giáo Hàn Quốc ở cái phần tân tăng, đó là ảnh hưởng từ Phật giáo Nhật Bản là tu sĩ có gia đình với những vị tu sĩ không có gia đình chẳng hạn. Hoặc là bây giờ còn có thêm những cái sự phân phái gì mà những người tu theo những pháp môn khác nhau, chống đối chỉ trích lẫn nhau như Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Nhật Liên tông vân vân. Thậm chí có những cái mâu thuẫn trong cái việc là có hình thành ni đoàn trong Nam truyền Phật giáo hay không, vân vân, có rất là nhiều vấn đề. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái trí của Đức Phật có lường trước những cái vấn đề xảy ra sau khi ngài viên tịch không? Có quý vị ha. Nhưng mà trong bất kỳ những cái vấn đề nào xảy ra do cái biến cố của thời cuộc, lịch sử, văn hóa, truyền thừa, vân vân, vì khi ngài nhập Niết Bàn rồi thì có những vị không phải hoàn toàn tăng đoàn chỉ là những thánh tăng mà là tập hợp những người đang tu tập để chuyển hóa mình từ phàm sang thánh, cho nên nó sẽ có những cái vấn đề phát sinh. Không phải ai cũng đạt tới cái trình độ giác ngộ giải thoát rốt ráo tột cùng như ngài, cho nên khi chúng ta còn giới hạn trong những cái khả năng tu tập, khả năng tu chứng thì chúng ta sẽ còn có mâu thuẫn và tranh luận lẫn nhau. Nhưng mà cho dù bất kỳ cái điều gì xảy ra, chúng ta vẫn lấy bảy pháp diệt tránh và sáu cái pháp hòa kính làm căn bản nền tảng để duy trì tăng đoàn thì sẽ hòa hợp thanh tịnh được ha.